Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Dạm Trường Văn Nghệ. Ngày hôm nay thì là một cái ngày trời mát mẻ bão lộc. Mình cũng ngẫu hứng chia sẻ lại cái cảm nghiệm của một cái hành trình mà mình vừa mới đi từ Sài Gòn, Long Thành, Biên Hòa, Gia Kiệm, rồi hôm nay là ghé Bảo Lộc. Vài bữa nữa thì mình sẽ đi về hướng miền Tây và ra đảo Phú Quốc. Nhưng mà mình chia sẻ từ cái đoạn Bảo Lộc trở về Long Thành thì mình thấy là cái không khí của những ngày cuối năm. Trên đường thì xe tải chạy rất là nhanh, bà con chạy giáo giác vào những cái ngày cuối năm, chạy vào những cái tờ lịch cuối. Trên đường thì nhếch nhác ở hai bên đường thì có rất là nhiều những cái người lái xe, những người chạy Grab, họ chờ khách hàng. Nói chung là những ngày cuối năm thì năm nào cũng vậy. Đời sống nó không có như nhiều giống như là cái người Việt mình mong đợi. Kinh tế sau những cái trận đại dịch thì dĩ nhiên là nó sẽ bị tổn thương và chắc cũng sẽ nhiều năm người ta mới có thể phục hồi trở lại cái nền kinh tế vĩ mô. Tội nhất là những người nghèo, những người lao động, những người miếng cơm ăn hàng ngày. Rồi trên báo đài những ngày cuối năm cũng có những cái người công nhân, người ta làm trong nhà máy. Tôi thấy cái phần thưởng Tết của người ta là những cái sản phẩm mà họ làm trong nhà máy, ví dụ như những bình dầu ăn, những cái thau, những cái nồi. Thì cái năm nào cái cảnh này nó cũng diễn ra. Nhưng mà cảm giác giống như là người Việt Nam nó rất lạc quan. Rất lạc quan, mà cái lạc quan, cái cảm giác này nó là một cái cảm giác giả thôi chứ nó không có thật. Là người ta cứ mong đợi năm mới và cầu chúc cho năm sau nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà với một cái nền, với một cái cách quản lý của những người của nhà cầm quyền thì họ cần phải có những cái chính sách thực sự là nó tốt hơn cho những cái người lao động nhập cư cũng như là những người lao động sau khi dịch người ta trở lại. Chúng ta có thể nhìn thấy là có những người người ta lo cái miếng cơm hàng ngày rất khó. Có thể chúng ta mãi miết ở trên TikTok, những cái trang mạng xã hội, trên Facebook. Nhưng mà chúng ta lại quên đi những cái khía cạnh nó rất là chi tiết ở trong đời sống, là những cái chén cơm manh áo hàng ngày. Thực sự là tôi đi tôi thấy rất chật vật. Tôi có quay lại và nhìn cái sinh khí của những ngày cuối năm, nó thực sự cảm giác một cái người mà đi du ngoạn như tôi, nó thực sự nó làm cho tôi không vui. Hôm nay tôi đang đứng ở cái chỗ này là cái chỗ Tiếu Ngạo Sơn Trang, là của nam ca sĩ Sinh Nguyễn. Thì về đây tôi mới có cảm giác được là có chút xíu khí trời, có chút xíu cái gì đó mà của thiên nhiên nó ban tặng. Tôi nghiệm ra một cái điều rất là lớn là đôi khi mình gieo cái lòng tử tế của mình vào con người, lắm lúc mình cũng sẽ nhận được những cái sự phản bội. Nhưng mà ở một cái nơi mà nó thiên nhiên, nó hòa quyện kiểu như vậy thì mình có thể mình gieo cái lòng tử tế vào cây cỏ thì cây cỏ nó lại cho mình những cái quả ngọt. Cách nào đó thì không phải vì cái lòng tử tế của mình gieo vào con người và đôi khi mình nhận sự phản bội mà mình không có thể tiếp tục, mình dừng lại và mình hoài nghi. Nhưng cái cuộc sống vốn dĩ nó không có giống như mong đợi. Điều đó cũng không nghĩa là mình sẽ dừng lại cái lòng tử tế của mình. Và tôi hy vọng là cái hành trình Dạm Trường Văn Nghệ của tôi nó sẽ mang được những cái gì đó nó hay trong cái nghệ thuật mà của những người tôi tiếp cận và tôi ghi âm
cũng như là ghi hình lại. Hy vọng rằng những cái điều này nó sẽ mang đến cho chúng ta những cái ý nghĩa hơn trong cái đời sống, để có thể soi rọi lại cái tâm khảm của mình, để mà có một cái hành trình đời nó tốt hơn, khá hơn. Và cũng như nhiều người khác, sau tất cả thì cũng kính chúc cho tất cả mọi người có một cái năm mới nó bình an mà nó tốt hơn những cái năm cũ. Xin cảm ơn. Mọi người nhớ đăng ký kênh Dậm Chuồn Văn Nghệ nha. Mm-hmm. Mm-hmm.